Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh báo thể thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn cùng với admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Cổ động viên MU muốn Zidane thay thế Ten Hag. MU nhắm Michael Olise thay thế cho Anthony. Rõ yêu cầu của Ten Hag gửi Sir Jim Ratcliffe. Và còn rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Gần 3.000 phiếu bầu, Zidane dẫn dắt MU thay Ten Hag. MU đã bị loại khỏi C1 với vị trí bét bảng và dừng bước ở Carabao Cup. Còn ở ngoại hạng Anh, mặc dù có một vài trận thắng nhưng phong độ cực kỳ thất thường. Một số tin đồn lan truyền rằng Erik ten Hag đã bất hòa với một số cầu thủ của mình, làm tăng thêm áp lực lên vai chiến lược gia người Hà Lan. Với một nhà đầu tư mới sắp xuất hiện, ten Hag cần phải cải thiện thành tích của MU trong giai đoạn 2 nếu ông muốn tiếp tục tại vị vào mùa giải tới. Các cổ động viên MU dường như đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho kịch bản tệ nhất xảy ra đối với ten Hag. Theo đó, tờ Express mở cuộc thăm dò độc giả với câu hỏi: MU nên bổ nhiệm ai thay thế ten Hag nếu bị sa thải? Kết quả, Zinedine Zidane nhận được ủng hộ cao nhất cho vị trí ghế nóng của đội chủ sân Old Trafford với 2.752 phiếu bầu. Xếp ở vị trí thứ hai là Roberto De Zerbi của Brighton với 1.639 phiếu bầu. Và tiếp theo là cựu tiền vệ của MU Michael Carrick. MU nhắm Michael Olise thay cho Anthony. Với việc Sir Jim Ratcliffe nắm quyền kiểm soát các hoạt động bóng đá của MU, bao gồm cả việc cải tổ toàn diện hệ thống chuyển nhượng thất vọng của MU. Theo tờ Standard, MU đang bắt đầu nhắm tới việc chiêu mộ Michael Olise. Tuyển thủ Pháp được kỳ vọng sẽ hồi sinh hàng công rệu rã của MU hiện tại. Chỉ có Sheffield United và Burnley ghi được ít bàn thắng hơn MU mùa này. Sau 20 vòng đấu, MU mới ghi được tổng cộng 22 bàn thắng. Trái lại, mấy Michael Olise sở hữu phong độ tốt ở Crystal Palace, cầu thủ 22 tuổi đã ghi được 4 bàn thắng và một pha kiến tạo trong 4 lần ra sân gần nhất ở ngoại hạng Anh. Rõ yêu cầu của Ten Hag gửi Sir Jim Ratcliffe. Theo ESPN, huấn luyện viên người Hà Lan muốn tiếp tục có tiếng nói cuối cùng trong các thương vụ chuyển nhượng của Quỷ Đỏ sau khi hoàn tất việc tiếp quản của Sir Jim Ratcliffe. Erik ten Hag muốn duy trì ảnh hưởng chuyển nhượng sau khi Sir Jim Ratcliffe tiếp quản Man United. Khi gia nhập Quỷ Đỏ vào năm 2022, cựu huấn luyện viên của Ajax đã có một điều khoản được đưa vào hợp đồng cho phép ông phủ quyết các quyết định chuyển nhượng và ten Hag muốn câu lạc bộ tiếp tục tôn trọng điều đó. Mặc dù Sir Jim Ratcliffe và giám đốc thể thao Ineos, ngài Sergei Branford sẽ đứng đầu các hoạt động bóng đá, Erik ten Hag đã nhận nhiều lời chỉ trích về ký hợp đồng với Anthony với số tiền khổng lồ 82 triệu bảng. Tuy nhiên, những gì ngôi sao người Brazil thể hiện, nhiều người cho rằng đây là bản hợp đồng thảm hại của ten Hag. Rõ ràng, uy tín của ten Hag đã không còn được như xưa, vì thế còn phải chờ xem Sir Jim Ratcliffe có cho phép Erik ten Hag đưa ra quyết định cuối cùng về các thương vụ chuyển nhượng của Man United trong tương lai hay không. Sir Jim Ratcliffe được cho đã gặp Erik ten Hag và các nhân viên của ông tại Carrington. Được biết, ten Hag vẫn đang được tin tưởng cho chiếc ghế nóng tại Man United. Tuy nhiên, Erik ten Hag sẽ bị giám sát nhiều hơn khi đội bóng của ông liên tục gặp những kết quả bất lợi. Theo Football Insider, Sir Jim Ratcliffe sẽ ngừng trả cổ tức trong 3 năm tới, có nghĩa nhà Glazer sẽ không thể chuyển thêm bất kỳ khoản tiền nào của Man United vào tài khoản ngân hàng cá nhân của họ trong thời gian đó. Các quyết định về nhân sự thi đấu, huấn luyện và nguồn tài trợ cho đội bột cũng sẽ quan trọng không kém đối với các cổ động viên, những người được cho là muốn xem các thành tựu trước khi phán xét về chế độ mới. Tuy nhiên, vấn đề cổ tức Sir Jim chắc chắn đã đi đúng hướng. MU cắn răng chi tiền tiễn Sancho khỏi Old Trafford. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, MU và Dortmund đang thảo luận về khoản phí cho mượn cũng như vấn đề tiền lương của gia đình Sancho. Tờ Athletic cung cấp thêm, để tiễn được Sancho khỏi Old Trafford vào tháng 1, MU sẵn sàng trả phần lớn tiền lương của anh hòng mau chóng đạt thỏa thuận với đại diện của Bundesliga. Gia đình Sancho đã bị loại hoàn toàn khỏi đội hình MU từ tháng 9 năm ngoái. Tuy nhiên, Quỷ Đỏ vẫn phải trả lương đầy đủ cho anh với 250.000 bảng trên tuần. Ít ngày trước, có thông tin cho rằng để giải quyết vấn đề triệt để của gia đình Sancho với sự xuất hiện của chủ mới Sir Jim Ratcliffe, MU đang xem xét đàm phán chấm dứt hợp đồng với cầu thủ này trong bối cảnh không có dấu hiệu khả thi có thể cho mượn thành công. Tuy nhiên giờ đây, Dortmund đánh tiếng có thể nhận Sancho một lần nữa sau khi đã kiếm 72 triệu bảng từ việc bán anh cho Quỷ Đỏ vào năm 2021. MU tính toán dù có phải trả phần lớn tiền lương khi Sancho sang Dortmund thì vẫn đỡ hơn họ phải tốn một khoản khủng khiếp để đền bù hợp đồng cho anh. Fabrizio Romano cho hay, gia đình Sancho coi Dortmund là lựa chọn lý tưởng để cứu vãn sự nghiệp. Suốt mấy tháng qua, dù không được ra sân thi đấu, nhưng ngôi sao người Anh không ấy làm phiền muộn, vẫn tung tăng ăn chơi. Không chỉ vậy, báo chí Anh còn khui ra, ngay cả khi tập với đội trẻ MU thì gia đình Sancho vẫn trình mảng, có mặt muộn và không ít lần giả bệnh để trốn tập. MU đang cho thấy có những quyết định rõ ràng và cụ thể trong kế hoạch giảm bớt lực lượng đang có trước khi tiến hành bổ sung người mới. Inter muốn có chữ ký của Martial ngay trong tháng 1. Tờ Gazzetta dello Sport của Ý đã đưa tin về việc Inter Milan đang có kế hoạch chiêu mộ chân sút đang thất sủng tại MU ngay trong tháng riêng này. Tính tới thời điểm hiện tại, Martial mới chỉ ghi được một bàn thắng sau 13 lần ra sân tại ngoại hạng Anh. Chân sút người Pháp đã trải qua 9 năm đầy biến động tại Old Trafford khi liên tục mắc những chấn thương và thể hiện sự thiếu ổn định.
Hợp đồng của anh với Quỷ Đỏ có tuổi chọn gia hạn 1 năm, nhưng có lẽ đội bóng của Erik ten Hag sẽ không kích hoạt điều khoản này. Điều này có nghĩa Martial sẽ được tự do đàm phán với một câu lạc bộ khác ngay trong tháng 1. Bất chấp việc Martial chỉ còn 6 tháng hợp đồng, Inter Milan vẫn không thể chờ đợi mà muốn đi trước các đối thủ khác một bước khi họ sẵn sàng chiêu mộ cựu tiền đạo của Monaco ngay trong tháng 1 này. Mẫu và thảm họa chuyển nhượng mang tên Antony. Vào ngày 1 tháng 9 năm 2022, trong những giờ cuối của thị trường chuyển nhượng hoạt động, MU đã hoàn tất thương vụ Antony từ Ajax với chi phí 100 triệu euro, bao gồm 95 triệu euro trả trước, 5 triệu euro theo điều khoản trả sau. Ban đầu, MU định giá Antony không quá 30 triệu euro, vì yêu cầu của Ten Hag, các quan chức của Old Trafford đã phải chấp nhận chi nhiều hơn gấp 3 lần con số đó, biến cầu thủ người Brazil thành bản hợp đồng đắt thứ hai trong lịch sử câu lạc bộ. Sau 1 năm rưỡi, với tổng cộng 65 trận đấu chính thức, Antony không thể hiện được bản thân xứng đáng với giá trị đầu tư. Ở trận đấu gần nhất, Antony hoàn toàn vô hại trước hàng thủ của Nottingham Forest. Chính Ten Hag đã phải thay anh ra sau khi không có pha bóng nào gây sóng gió cho khung thành đối phương. Mùa này, Antony đã đá 21 trận trên mọi đấu trường với 1.232 phút có mặt trên sân nhưng không ghi bàn nào cũng không có bất kỳ đường kiến tạo nào. Thực tế, nếu tính cả mùa trước, bàn thắng lần tránh cầu thủ người Brazil tròn 30 trận. Anh không ghi bàn kể từ khi trận đấu chính với Nottingham Forest từ hồi tháng 4 năm 2023. Antony trở thành biểu tượng nổi bật nhất cho thất bại của MU về chính sách thể thao cũng như đầu tư chuyển nhượng. Các cổ động viên Quỷ Đỏ đã mất kiên nhẫn với anh thông qua những màn na ó trên khán đài, trong khi ban lãnh đạo của đội bóng thậm chí đã lên kế hoạch thanh lý với giá rẻ. Màn trình diễn mới nhất của Antony có sự chứng kiến của Sir Dave Bradford, cánh tay phải của Sir Jim Ratcliffe, người ngồi cạnh Sir Alex Ferguson trên khán đài City Ground. Sir Dave Bradford, chuyên gia về hiệu suất của Ineos Sport, chắc chắn có cái nhìn rõ hơn về Antony sau khi xem xét báo cáo về những gì cầu thủ này thể hiện trong những tháng qua. Thống kê cho thấy Antony thực hiện tổng cộng 24 lần dứt điểm ở ngoài hạng Anh và có 5 lần đi trúng đích. Tại C1, anh tung ra 2 cú sút sau 232 phút đều không chính xác. Nối chơi dườm dài với những pha xử lý cá nhân nát nhát khiến anh không thể kết nối cùng đồng đội khi các hậu vệ ngoài hàng Anh luôn áp sát để phong tỏa không gian. Bên cạnh không vượt qua được áp lực ở Old Trafford, những vấn đề ngoài sân cỏ là nguyên nhân khác khiến Antony gặp khó khăn. Bạn gái cũ của Antony cáo buộc cầu thủ này hành hung và quấy rối ở Anh cũng như Brazil. Để có chỗ cho Antony ở MU, chính Ten Hag là người đã đẩy Antony Enanga sang Nottingham Forest. Nhìn cầu thủ trẻ người Thụy Điển tỏa sáng, các cổ động viên MU càng thêm tiếc nuối. Antony Enanga đã ghi được 4 bàn cho Nottingham Forest ở ngoại hạng Anh mùa này cùng với 6 đường kiến tạo. Tập đoàn Ineos Sport và Sir Dave Bradford chắc chắn sẽ thiết lập lại mọi thứ ở MU sau khi thủ tục chuyển nhượng được ngoại hạng Anh thông qua. Có nghĩa Antony còn vài tuần để ghi điểm với các nhà quản lý mới hoặc sẽ phải khăn gói rời khỏi Old Trafford. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!